Xin chào mọi người nha, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của mình và đến với series Tô Màu Tranh. Hôm nay thì mình có bức tranh về một ngôi nhà và ở chung quanh thì có rất là nhiều cây hoa luôn. Các bạn hãy cùng mình bắt tay vào và tô màu ngay bây giờ nhé. Trước tiên thì chúng mình sẽ cùng nhau tô phần mái nhà ha. Mái nhà thì mình sẽ tô màu đỏ. Mình sẽ tô luôn cái phần ống khói này. Giờ thì ô tô màu cho cái ô cửa sổ này. Sẽ đông màu hậu. Thấu anh từng ngày, cho ai bước sáng xa, tôi về với ta. Sống cuộc sống chẳng cần biết yêu là gì, không anh đi là có. Mình sẽ tô màu cho ô hai ô cửa sổ bên hai bên nha. Giờ thì mình sẽ tô cho cái cửa ra vào nha mọi người. Tiếp theo là cùng nhau tô cho những bông hoa ở trước nhà ha. Đây thì sẽ có hai loại hoa mọi người ạ. Một cái bông này thì nó khác hơn nên là mình sẽ tô bông ý trước nhá. Mình sẽ lựa chọn tô bông ý là một bông hoa hướng dương. Nhụy thì sẽ màu nâu. Còn hoa thì sẽ là màu vàng. Giờ thì tô đến các bông hoa kia nhá. Mình sẽ tô phần nhụy trước. Nhụy thì chắc mình sẽ chọn màu cam. Còn hoa thì mình sẽ dùng màu hồng đậm để tô. Mình sẽ tô cả cho ba bông luôn. Bây giờ thì mình sẽ dùng màu nâu nhạt để tô màu cho những cái chậu. Ngôi nhà thì mình sẽ tô màu xanh ngọc.
dẫn tôi vào cửa rồi. Mình sẽ tôi né cái cửa ra ha. Mình sẽ tô nốt cái bức thềm vào trước nhà. Bức tranh đã được mình tô xong. Cảm ơn mọi người đã cùng mình theo dõi. Video mình đến đây là kết thúc rồi nha. Tạm biệt các bạn.